Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức đảng trong đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chuyển đổi số đã được coi là nhiệm vụ có tính chiến lược đột phá trong mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh bền vững, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh hàng đầu của khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi về một số vấn đề chung về chuyển đổi số và định hướng chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái, thực hiện xây dựng đô thị thông minh của tỉnh hiện nay và trong thời gian tới, vai trò tầm quan trọng của chuyển đổi số. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đô thị thông minh được triển khai khá đồng bộ, với sự tham gia tích cực của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và toàn thể đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động. Việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật góp phần xây dựng một nền hành chính điện tử đồng bộ hiện đại, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong khối, như sử dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống họp không giấy tờ, ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử, trong thanh toán thuế, trong cung cấp thông tin trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần tích cực nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối. Thông qua hội thảo là cơ hội để các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng, những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, về mục tiêu xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tìm kiếm những giải pháp nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đồng thời khuyến nghị một số giải pháp cơ chế chính sách về đẩy mạnh phát triển kinh tế số, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh.